chúng ta sẽ không thấy cái gốc cỏ ở phía trước để mà chúng ta tiếp tục chặt đứt nữa, cho nên phải dẹp qua một bên. Chỗ mà đã phát cỏ rồi phải dẹp qua một dẹp cỏ qua bên chỗ đó để cho nó trống, để nó thoáng, chúng ta mới thấy được cái gốc cỏ, những cái gốc cỏ phía trước. Thì như vậy hai cái công việc, hai cái tác dụng của hai cái dụng cụ này được ví dụ giống như là tuệ đạo tuệ quả gì đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã nói một cái tổng quát như vậy đó, thì bây giờ chúng ta mới chia thì tâm đạo được gọi là tâm thiện siêu thế lực của ta đáng của xa lắm chích tăng. Bởi vì cái chức năng của cái tâm đạo sau khi xác trừ phiền não rồi, sau khi xác trừ phiền não rồi, nó còn có một cái chức năng khác là nó thành tựu quả, thành tựu quả. Vì do là nhân làm cho phát sinh quả, nhân tốt phát sinh quả tốt, thì như vậy gọi tâm đạo là tâm thiện sự thế, gọi là tâm thiện sự thế. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rằng tâm đạo là thiện, là pháp nhân tốt. Ở đây nó thuộc Deja Lika Thamma, tức là pháp dẫn xuất luân hồi, chứ không phải là Pariya Pana, tức là pháp liên quan luân hồi. Thiện là thiện hiện thế, như thiện giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì thiện đó là Pariya Pana Thamma, tức là cái pháp mà liên quan luân hồi. Còn cái này Deja Lika Thamma, thiện niệm là dẫn xuất luân hồi. Và do vậy quả mà được thành tựu bởi cái thiện siêu thế, quả đó cũng khác với quả hiện thế. Cái quả hiện thế được thành tựu do thiện nghiệp, do chúng ta không có nói đến bất thiện. Bởi vì ở trong cái lĩnh vực này là chúng ta đang nói về những cái tâm tịnh hảo, cho nên bỏ bất thiện qua một bên, chúng ta nói để so sánh giữa thiện hiện thế và thiện siêu thế thôi. Thì cái thiện siêu thế đó, cái thiện hiện thế đó được tác tạo, nó có liên quan đến cái phiền não lưu hồn, tức là vô minh vã, vô minh duy cho phúc hành, bất đồng hành. Còn ái nó duy cho thủ, ái thủ duy cho thiện nghiệp thủ, rồi mới tạo ra cái quả luân hồi, tức là hành duy cho thức. Rồi nghiệp hữu đó nó duyên cho sanh lão tử, sanh già chết sầu nguyên bổ não. Cho nên cái nhân luân hồi, cái quả luân hồi đó là một chuyện khác
Còn cái nhân quả ở trong tâm sự thế thì nó vượt ngoài cái sự luân hồi, không có dính dấp gì đến cái chuyện luân hồi cả. Cho nên mặc dù gọi là Lukutara Kusala, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nhân thiện đó đó, nó khác với thiện hiện thế, vì nó không có bị thôi thúc bởi vô minh và phiền não, vô minh vã. Còn cái quả luân hồi nghiệp thì nó được thành tựu bởi do nghiệp hữu, bởi do nghiệp hữu mà ái đậm làm nền. Còn trong khi đó thì quả siêu thế đó, thì nó được thành tựu